giới thiệu với mọi người một chiếc camera hành trình đến từ tương lai, có mã là Xiaomi 70 mi, vô cùng là tiện lợi. Hôm nay thì em có lắp một cái camera hành trình Xiaomi 70 mi Omni cho một anh trai Honda Civic vừa mới lăn bánh. Khúc này thì em sẽ đập hộp và giới thiệu sản phẩm cho mọi người cùng xem nha. Về thiết kế thì cái cam này nó giống như một cái viên thuốc. Ở giữa thì có hai cái nút điều chỉnh như thế này. Và ở giữa sẽ có một cái màn hình 1.2 inch để hiển thị các thông số. Còn đây sẽ là hộp còn lại chứa các phụ kiện của cam. Sẽ có một cuộn dây dẫn như thế này và một cây tẩu 12V để cấp điện cho camera hành trình. Lúc này thì em đã lắp đặt xong và cái việc kết nối thì nó sẽ vô cùng là đơn giản và dễ dàng. Mọi người chỉ cần tải ứng dụng 70 mi về điện thoại, sau đó kết nối. Và những video hay hình ảnh quan trọng thì chúng ta có thể tải về vô cùng là thuận tiện nha. Ở đầu video thì em có nói cái cam này nó rất là tiện lợi. Và tiện lợi ở chỗ là có thể quay ở trước và trong xe. Đồng thời nó sẽ xoay 360 độ nha mọi người. Không dừng lại ở đó, mọi người có thể lắp thêm một bộ phụ kiện tích hợp SIM 4G giúp giám sát xe từ xa, có thể định vị xe, chụp ảnh và ghi hình từ xa, cũng như là giám sát AI, vô cùng là thông minh. Còn đây là video em đã trích xuất từ camera nha mọi người, hiển thị đầy đủ thông tin, ví dụ như là thời gian, ngày tháng và tốc độ di chuyển của xe. Và mọi người có thắc mắc gì về cái camera hành trình Xiaomi 70 mi Omni này thì hãy liên hệ ngay với em để được tư vấn một cách trực tiếp nhất. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.